Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Hai, ngày 24 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp đánh giá ảnh hưởng của dịch cúm COVID-19 đối với phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên trong năm 2020 và xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác. Nguy cơ lây lan dịch cúm từ hoạt động giết mổ thả rông gia cầm. Thưa quý vị và các bạn, tin chúng tôi vừa thực hiện. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19 tổ chức cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo báo cáo tại cuộc họp, trong ngày 24 tháng 2 có 7 trường hợp nghi mắc COVID-19 và người đến từ vùng dịch đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. Trong đó, 1 trường hợp về từ Trung Quốc và 6 trường hợp về từ Hàn Quốc. Ngoài ra, các cơ sở y tế phối hợp với chính quyền địa phương đang xác định cách ly những người tiếp xúc gần với 1 trường hợp quê ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ về từ Hàn Quốc và 1 trường hợp quê ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ về từ Trung Quốc. Tính đến 18 giờ ngày 24 tháng 2, Hưng Yên chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, hiện nay Hưng Yên có nhiều lao động đang làm việc và sinh sống ở một số nước có dịch COVID-19 đã trở về tỉnh. Do đó, nguy cơ lây lan dịch bệnh ở Hưng Yên là rất lớn. Trước tình hình trên, các đại biểu dự họp đã có đóng góp ý kiến để thực hiện hiệu quả công tác quản lý theo dõi người về từ vùng có dịch, người nghi nhiễm bệnh, diễn biến tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng tránh lây dịch bệnh cho học sinh khi trở lại lớp học. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chỉ đạo. Trong tình hình diễn biến hiện nay, mới 1-2 ngày nay, nó diễn biến rất là mau lẹ. Đang có cái yếu tố rất là phức tạp. Ngoài vấn đề Trung Quốc, thì chúng ta vẫn đang theo dõi và cập nhật được. Thì diễn biến mới nhất, một vài ngày đây thì nhất là Hàn Quốc, rồi Iran, Nhật Bản, số người nhiễm tăng rất nhanh và đã có nhiều người bị mất và nguy cơ khả năng lây lan trong thời gian tới vẫn còn rất phức tạp, đặc biệt là đối với cộng đồng người Hưng Yên, người Việt Nam chúng ta đã đang làm ăn sinh sống tại Nhật Bản, làm ăn sinh sống tại Hàn Quốc là số lượng rất lớn. Và trong cái tình huống mà xấu nó xảy ra thì tỉnh chúng ta phải có các cái giải pháp ứng phó một cách kịp thời và hiệu quả để làm sao chúng ta bảo vệ được an toàn tính mạng của nhân dân chúng ta. Thì trước tình hình số liệu của ngành y tế báo cáo và tình thực tế thì tôi đề nghị chúng ta khẩn trương thực hiện cấp bách một số cái việc sau đây. Thứ nhất là đối với 7 trường hợp ở Hàn Quốc và các nước mà có dịch bệnh và ở những tỉnh mà có người đã dương tính bị dịch bệnh thì chúng ta phải tập hợp lại đầy đủ và đưa ngay vào thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế như trường hợp mà chúng ta đã hướng dẫn ở các tỉnh của Trung Quốc. Đồng thời là tất cả khai báo những người tiếp xúc gần với đối tượng họ để giám sát theo dõi, để không để tình trạng lây chéo. Và đây là một, chúng ta phải lấy cái bài học ở Vĩnh Phúc. Nhiệm vụ thứ hai, rất mong các đồng chí sau ngày hôm nay từ Sở Lao động Thương binh Xã hội, Công an tỉnh, các doanh nghiệp, lãnh đạo từ huyện, chủ tịch huyện đến chủ tịch xã, đến trưởng thôn, đến chi bộ, bí thư chi bộ phải phát động và tập hợp được, kê khai và báo cáo những người thân, những người mà quen biết,
những cán bộ công nhân của mình thời hạn là mùng 10 tháng 2 đến nay mà đi qua các nước đó mà chưa được khai báo, chưa được cập nhật, theo dõi thì để tập hợp lại và ngành y tế tham mưu phân loại lại. Đấy, những ai nằm trong trường hợp đó thì đưa về cơ sở y tế cách ly, những ai nằm trong diện mà cách ly tại nơi cư trú. Và cái số liệu này phải cập nhật chính xác và kể cả phát động toàn dân báo cáo. Và hết ngày mai là chúng ta phải có số liệu ban đầu. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên trong năm 2020 và xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến và báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên trong năm 2020. Trên cơ sở dự kiến những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch COVID-19 tới các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh xây dựng hai kịch bản đánh giá tác động của dịch bệnh đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trên cơ sở so sánh với kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội như chương trình hành động số 10 ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra. Năm 2020, hoạt động thu chi ngân sách dự kiến chịu tác động lớn của dịch cúm COVID-19 gây ra khoảng 121 tỷ đồng. Các đại biểu nghe và thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo tổng kết thực hiện đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2030. Kết quả thực hiện kế hoạch số 88, chương trình hành động số 24 ngày 5 tháng 2 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Kế hoạch số 37 ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xét duyệt đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019 và tặng cờ đơn vị có thành tích 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Xem xét dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với cán bộ công chức xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết luận buổi họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh dịch COVID-19 tác động rất lớn đến nền kinh tế của tỉnh, làm ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực kinh tế. Việc xây dựng kịch bản để đánh giá tác động của dịch bệnh tới sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh là rất quan trọng. Trên cơ sở đó, để đối phó với dịch bệnh COVID-19 và làm tốt công tác thu chi ngân sách, đảm bảo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương phải bám sát chỉ đạo chung của chính phủ để thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, cần quyết liệt trong tham mưu, làm tốt công tác quản lý đất đai, tìm mọi biện pháp để thúc đẩy sản xuất phát triển, phát huy lợi thế tiềm năng để tăng thu. Sở Tài nguyên Môi trường bổ sung kết quả thực hiện liên quan đến kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nêu rõ những tồn tại sai phạm để có hướng xử lý. Năm 2020, các sở ngành, các đơn vị chức năng và các địa phương phải xử lý nghiêm những trường hợp đốt rác, xả thải, gây ô nhiễm môi trường. Đối với những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, cần xử lý nghiêm, nặng nhất có thể phải đóng cửa đối với doanh nghiệp vi phạm. Các huyện phải sớm quy hoạch, xây dựng hệ thống phân loại rác thải, nhà máy xử lý rác thải. Đối với thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả, cần có những giải pháp tái tạo năng lượng. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 2, Đảng bộ xã An Viên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được huyện Tiên Lữ chọn tổ chức đại hội điểm. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tới dự và chỉ đạo đại hội. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã An Viên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Năm 2020, ước giá trị sản phẩm bình quân trên 1 hectare canh tác đạt 142 triệu đồng một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng một người một năm, làm tốt công tác quản lý đất đai.
xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có bước chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã tiếp tục lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã An Viên khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi đã chú trọng lãnh đạo thực hiện xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Bám sát chương trình số 15 ngày 27 tháng 7 năm 2011, của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Đảng bộ xã Bắc Sơn đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết tới các chi bộ, ngành, đoàn thể về việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Chúng tôi thường xuyên hàng tháng là yêu cầu các chi bộ là phải đẩy mạnh cái cuộc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện nghị quyết cái 04 của khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhân rộng ra những cái điển hình tiên tiến cho cán bộ và nhân dân học tập và làm theo. Không chỉ trông chờ vào nguồn vốn ngân sách các cấp, hơn 300 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trong xã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện đóng góp tiền và ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi. Điển hình như nhân dân thôn An Khải ủng hộ 500 triệu đồng để mua thêm ghế đá và một số đồ dùng nội thất trong nhà văn hóa thôn. Hay tại thôn Phần Hà, có trên 400 hộ tự nguyện tham gia ủng hộ với số tiền trên 1 tỷ đồng để tôn tạo cảnh quan, kè lại ao, giếng làng. Từ năm 2018 đến nay, toàn xã đã có hơn 200 hộ dân hiến đất với tổng diện tích trên 4.000m2 để mở rộng đường thôn xóm. Dân chấp hành rất nghiêm chỉnh, tự phá rỡ mốc đến đâu ấy là chúng tôi thực hiện đến đó. Người dân rất nhiệt tình tham gia mọi các công trình của địa phương. Đấy là thứ nhất là cái quy chế dân chủ của địa phương là rất là nghiêm, chi bộ chỉ đạo nghiêm và ban chi ủy cũng thực hiện rất là tốt những việc đó. Với sự chung tay đồng lòng của cả hệ thống chính trị, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tại xã Bắc Sơn đã và đang đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Các công trình về trường học, trạm y tế từng bước được nâng cấp hoàn thiện, 100% các tuyến đường trục chính trong thôn, trong xã được mở rộng trải nhựa và bê tông hóa. Từ một xã thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn, đảng bộ và nhân dân trong xã đã về đích nông thôn mới trước kế hoạch đề ra một năm và đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ Bắc Sơn cũng là đơn vị được huyện ủy Ân Thi chọn làm điểm tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh có điều kiện học tập, tính đến hết tháng 1 năm 2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã cho hơn 4.000 học sinh sinh viên được vay vốn ưu đãi. Hiện tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt trên 246 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay chương trình học sinh sinh viên đạt gần 127 tỷ đồng. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh áp dụng mức cho vay tối đa lên tới 2 triệu 500 nghìn đồng một tháng một học sinh sinh viên. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ ngày 15 tháng 6 năm 2017, thì mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên tăng thêm 1 triệu đồng một tháng. Chỉ tính riêng trong tháng 1, dư nợ cho vay của chương trình học sinh sinh viên đã đạt trên 7 tỷ đồng. Đây được coi là chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cả về kinh tế, chính trị và xã hội, góp phần tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Ân Thi và Kim Động xuất hiện tình trạng người dân đốt rác làm hỏng đường ống truyền tải nước. Ngày 11 tháng 2, tại thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, người dân đã đốt rác ven đường tại quốc lộ 38 mới làm thủng 10 mét ống dẫn nước, ước tính thiệt hại 50 triệu đồng và gây mất nước cục bộ cho người dân của các địa phương ở huyện Ân Thi và thị xã Mỹ Hào. Mới đây nhất, ngày 23 tháng 2, tại thôn Cốc Khê, xã Ngũ Lão, huyện Kim Động, lại xuất hiện tình trạng ống dẫn nước bị phá hỏng do người dân đốt rác, đến nay vẫn chưa khắc phục được. Đây là các hệ thống đường ống truyền tải của nhà máy nước Ngọc Tuấn, cung cấp cho 10 xã, phường của huyện Ân Thi và thị xã Mỹ Hào, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và dẫn tới mất nước cục bộ
ở hộ dân, doanh nghiệp, bệnh viện. Mặc dù dịch cúm gia cầm H5N6 có nguy cơ bùng phát, song việc giết mổ gia cầm tại các chợ vẫn không được kiểm soát. Đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ lớn làm bùng phát dịch cúm gia cầm nguy hiểm này. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, virus cúm H5N6 lây lan và bùng phát rất nhanh trên đàn vật nuôi và có khả năng lây bệnh sang người. Tuy nhiên, ở một số chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên như chợ Gạo, chợ Hiến Nam, chợ Phú Hiến, việc giết mổ gia cầm tại đây không có sự kiểm soát của lực lượng chức năng và nước thải phục vụ giết mổ gia cầm đều chảy xuống cống hoặc vứt bừa bãi. Trong khi đó, nguồn gia cầm đều được nhập không rõ nguồn gốc, còn giết mổ lại rất chủ quan. Cúm thì em không thấy đâu, em thấy gà thịt vẫn khỏe bình thường mà chẳng làm sao. Gà vịt này thì đa phần em bắt nẻ ở dân ấy. Tuy nhiên, không ai có thể biết được trong số đàn gia cầm được bán trên thị trường có biểu hiện dịch hay không. Trong khi đó, các điểm giết mổ này đều mất vệ sinh, lông gà, lông vịt, chất thải, phân gà vừa được giết mổ xong chảy tràn lan, mùi hôi thối bốc lên nồng đặc. Còn đối với gia cầm đã qua giết mổ thì không có bất kỳ sự kiểm soát của cơ quan chức năng, nên đây là điều đáng lo ngại về sự lây lan dịch cúm. Chất thải của gia cầm và nước thải từ quá trình giết mổ không chỉ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch bệnh cúm gia cầm. Nhất là trong những cái khu vực đông người như là chợ dân sinh, dịch bệnh này thì càng trở nên nguy hiểm hơn khi có thể lây nhiễm sang con người. Hiện nay, tình trạng giết mổ gia cầm tại chỗ và kinh doanh gia cầm sống không rõ nguồn gốc không chỉ diễn ra tại các chợ lớn. Theo khảo sát của chúng tôi, thì nhiều chợ tạm, chợ cóc, tình trạng giết mổ gia cầm còn diễn ra phức tạp hơn vì vị trí khu vực giết mổ gần ngay khu vực bán đồ ăn chín, điều kiện vệ sinh ở những khu vực này càng không đảm bảo. Điều đáng lo ngại là chính những người bán cũng không biết gia cầm có bị mắc bệnh hay không và người mua cũng không mấy quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng của chúng. Cùng với đó, hiện nay, ở nhiều địa phương, tình trạng thủy cầm thả rông diễn ra phổ biến. Tình trạng này sẽ rất khó kiểm soát dịch bệnh trong đàn cũng như là dễ lây lan dịch bệnh từ chim hoang dã. Các cái con gia cầm mua bán về trôi nổi hoặc là có thể là nó khi nó từ nhập lậu ở nơi khác về, ở nước ngoài về. Rồi hai nữa là cái động vật hoang dã nữa, nó lây sang. Rồi ba nữa là khi mà đảm bảo không vệ sinh, nhất là trong quá trình giết mổ anh không, sau khi đó anh không thực hiện cái vệ sinh khử trùng cái hàng ngày sau mỗi cái đợt giết mổ đó thì nó cũng là cái mầm bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.